Tổng thống Lyndon Johnson đã từng phát biểu tại Đại học Johns Hopkins rằng người Việt Nam muốn những gì mà hàng xóm họ cũng đang khao khát. Đó là cơm ăn, áo mặc, học hành để khỏe mạnh mà phát triển đất nước. Nhưng những điều đó không được mang đến bởi bom đạn. Cuộc chiến tại Việt Nam thật vô nghĩa và bẩn tưởi làm sao. Vâng, chính Johnson đã nói lên mọi khát vọng của người Việt trong thế kỷ 20, sau gần một thế kỷ phải làm nô bộc cho thực dân Pháp. Và thật không may, khát vọng của người Việt Nam đã bị chính phủ Mỹ, bao gồm cả Johnson, dập tắt với cuộc chiến tranh kéo dài suốt 20 năm. Và xin mời các bạn cùng ngồi lại, cùng nhau nhìn lại quá trình bắt đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ hào hùng của dân tộc ta. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Sử Toàn Thư. Trước khi vào nội dung chính, nếu đây là lần đầu các bạn đến với kênh thì chúng tôi, Việt Sử Toàn Thư, với sứ mệnh kết nối những giá trị lịch sử của dân tộc với thế hệ người trẻ Việt thông qua những ấn phẩm video. Bắt đầu nào! Những người Annamite đáng thương và vị cứu tinh của họ. Suốt gần một thế kỷ bị đô hộ, người dân Việt Nam hay Pháp gọi là những tay Annamite vàng vẩu, nghèo đói, đã phải chịu vô vàn bất công, bạo lực đến từ những tay thực dân cướp nước. Họ từ những người chủ thật sự của một quốc gia phải quỳ gối nhặt tiền do quý tộc Pháp rải xuống đất. Mảnh đất trồng trọt của họ bị biến thành đất của những kẻ thực dân, và lúa do họ trồng đều phải nộp và mua lại với giá cắt cổ. Trong thâm tâm, những người Annamite ấy chỉ có một mong muốn duy nhất. Họ mong mỏi điều gì? Đó là mong mỏi một vị cứu tinh sẽ được ông trời mang đến. Người sẽ sớm dẫn dắt cả dân tộc đứng lên chống lại bè lũ cướp nước. Một lần nữa mang lại nền độc lập, tự chủ như cái cách cha ông đã làm suốt 4.000 năm lịch sử dân tộc. Và dù đã có nhiều con người đứng lên để làm điều ấy trong đầu thế kỷ 20, nhưng sự thay đổi duy nhất là những cây cao su mới vẫn mọc lên và xanh tốt với xác công nhân bón dưới gốc. Những phu đồn điền vẫn ăn roi nhiều hơn cơm. Nhưng sớm thôi, một vị cứu tinh thật sự sẽ xuất hiện. Họ chỉ phải chờ thêm ít lâu nữa thôi. Cảng Nhà Rồng, Sài Gòn, năm 1911. Một thanh niên 21 tuổi có tên Văn Ba đã xin một chân phụ bếp trên con tàu buôn có tên Đô Đốc là Tos Dervin. Văn Ba sở hữu một chất giọng Nghệ An điển hình và có tính cách một người Việt Nam cũng điển hình không kém. Anh đang mong muốn với việc lên được con tàu, rồi anh sẽ tìm ra được chân lý, tìm ra con đường giải phóng dân tộc của anh. Đất nước của anh đang bị thực dân giày xéo đêm ngày. Hành trình bôn ba khắp nơi, từ châu Âu sang đến cả Mỹ, rồi cả Đông Âu, học đủ loại ngoại ngữ, đêm ngày trao dồi của Văn Ba cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Văn Ba, giờ đây là Nguyễn Ái Quốc, đã tìm thấy chủ nghĩa cộng sản. Năm 1930 tại Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc đã là một người đàn ông trung niên và vẫn đang nỗ lực tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Tại Hương Cảng, Nguyễn Ái Quốc đã hợp nhất ba đảng cộng sản rời ra của Việt Nam lại, tạo ra một đảng duy nhất lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam. 11 năm nữa lại đi qua, nhiều đêm trằn trọc không ngủ, canh cánh trong lòng nỗi thổn thức giải phóng dân tộc đã khiến mái tóc của Nguyễn Ái Quốc ngày càng thưa hơn và rụng dần. Cũng trong thời gian này, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã 30 năm rời xa tổ quốc, quay trở lại quê hương, trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh ngay trên chính đất nước của mình. Năm 1942, Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Đồng thời, ông cũng đã đổi sang một cái tên mới, một cái tên mà người Pháp nghe vào phải run sợ. Đế quốc Mỹ phải đặt dấu chấm hỏi, vì sao người đàn ông ấy lại có một ý chí bền bỉ như vậy? Và thế giới nghe thấy là phải thán phục. Riêng với người Việt Nam, cái tên ấy chính là tình yêu, là đại diện cho hình ảnh của Tổ quốc, Hồ Chí Minh. Đến Trung Quốc, Hồ Chí Minh sau đó lại bị Tưởng Giới Thạch khép vào tội gián điệp và cầm tù. Sau thời gian bị Tưởng Giới Thạch cầm tù, Hồ Chí Minh được trả tự do và trở về Việt Nam. Tại Việt Nam, đất nước bây giờ đã bị người Nhật chiếm lấy từ tay Pháp.
nhân dân đang trải qua cảnh một cổ hai chồng. Nhận thấy tình cảnh ấy, Hồ Chí Minh và tổ chức du kích vũ trang Việt Minh đã đứng về phe đồng minh chiến đấu chống lại phát xít Nhật. Người Mỹ cũng đã giúp đỡ Việt Minh thông qua tiền thân của CIA là đội OSS với việc huấn luyện và trang bị khí giới. Tháng 5 năm 1945, quân phát xít Đức thua cuộc. 3 tháng sau đó, Nhật Bản bị Mỹ trồng nấm. Đại chiến thế giới lần thứ hai đã vãn hồi. Tranh thủ thời cơ, Hồ Chí Minh đã kêu gọi quần chúng, nhân dân đứng lên cướp chính quyền từ tay Nhật Pháp. Đó chính là cách mạng tháng 8 năm 1945. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, đại diện cho chính phủ lâm thời với chức vụ chủ tịch nước, Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Xin trích lại đoạn kết của bản tuyên ngôn độc lập bất hủ năm ấy. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Ngày vui qua mau, kháng chiến chống Pháp. Nhưng liệu những ngày độc lập sẽ tồn tại lâu hay không? Câu trả lời là 21 ngày. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, với sự giúp đỡ của người Anh thông qua chiến dịch Masterdom, người Pháp quay trở lại Sài Gòn với dã tâm cướp nước ta một lần nữa. Người Mỹ, những người đã từng giúp đỡ Việt Minh ở đâu? Câu trả lời là họ ở sau lưng người Anh và Pháp. Lý do là vì một học thuyết nực cười do chính Tổng thống Truman đề ra mang tên Domino. Vốn dĩ, sau Thế chiến thứ hai, Mỹ và đồng minh đã luôn sợ chủ nghĩa cộng sản của Liên Xô sẽ lan rộng và làm sụp đổ những chiến quả mà họ có được. Ví như người Anh, việc Việt Nam tuyên bố độc lập sẽ làm ảnh hưởng đến những thuộc địa xung quanh Việt Nam của họ như Hồng Kông, Malay, Miến Điện. Với Pháp, bán đảo Đông Dương với nhiều mảnh đất màu mỡ và nhân công rẻ mạt không thể bị mất đi. Việt Nam tuyên bố độc lập thì Lào và Campuchia cũng sẽ làm điều tương tự. Bằng mọi giá, họ phải tái lập vị thế của mình tại bán đảo Đông Dương. Và với Mỹ, họ sợ chủ nghĩa cộng sản sẽ lan rộng khắp Đông Nam Á. Việt Nam sẽ là quân domino đầu tiên. Một khi đã đổ thì không có gì ngăn lại được. Do đó, họ đã giúp đỡ Pháp từ vũ khí cho đến chiến phí để chiếm lại Đông Dương. Nhân dân Việt Nam với lịch sử 4.000 năm chống ngoại xâm chảy trong huyết quản đều biết bản thân sẽ phải làm gì sau đó. Một cuộc kháng chiến. 9 năm dài, 3.000 ngày đêm trường kỳ kháng chiến. Đó là những năm tháng mà sét đánh ngày đêm xuống đầu quân Pháp. Là những chiến sĩ đầu nung lửa sắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn. Tất cả đã làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ vang khắp năm châu, chấn động toàn cầu. Người Pháp đã thua cuộc và một đế quốc đã sụp đổ với hàng chục thuộc địa bị mất đi sau đó nữa. Họ cuối cùng cũng phải ngồi vào bàn đàm phán Geneva, chấp nhận rằng Việt Nam là một nước độc lập. Trên bàn đàm phán, các nước cùng đồng ý sẽ chia Việt Nam làm hai nửa. Tại miền Bắc do Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kiểm soát, miền Nam là chính quyền bù nhìn quốc gia Việt Nam của cựu hoàng Bảo Đại kiểm soát. Trong thời gian 2 năm sau đó, một cuộc hiệp thương tổng tuyển cử sẽ diễn ra. Và dù kết quả có như thế nào, Việt Nam sẽ thống nhất. Nhưng có một bên không thích điều đó. Và tất nhiên rồi, lại là Mỹ. Những kẻ đê tiện, không chiến bắt đầu một lần nữa. Mỹ không muốn cuộc hiệp thương tổng tuyển cử tại Việt Nam diễn ra. Họ thừa biết rằng với những công trạng của mình thì Hồ Chí Minh sẽ nắm được đến 90-95% số phiếu bầu. Và đó là một mối đe dọa với họ. Họ lợi dụng thời gian 300 ngày di chuyển tự do giữa hai bờ Nam Bắc, vĩ tuyến 17, nhằm dụ dỗ người Công giáo theo họ vào miền Nam. Họ ra sức tuyên truyền với các giáo dân Công giáo rằng Cộng sản sẽ trả thù, rằng Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu đã đi vào miền Nam. Kết quả là hàng triệu người Công giáo rời miền Bắc, đi lên những con tàu của Mỹ. Nhưng Mỹ cũng không hề biết rằng trên những con tàu ấy cũng chứa những ẩn số họ sẽ không ngờ được. Tại miền Nam, một nhân vật sừng sỏ cũng dần lộ diện, Ngô Đình Diệm.
Nói cho đúng, trong số ba anh em nhà họ Ngô thì Ngô Đình Cẩn là tay dễ đoán nhất. Trong khi đó, linh mục Ngô Đình Thục thì mưu mô hơn, và Diệm là sự trung hòa của hai người kia. Nhờ Ngô Đình Thục, Diệm từ một tay chính trị ban trà, ngồi vắt chân chờ thời, đã được tiếp xúc với người Mỹ. Gặp được người Mỹ rồi, Diệm công khai ghét cả cái thế giới này, trừ quan thời Mỹ. Diệm ghét Bảo Đại vì Diệm cho rằng Bảo Đại là tay sai đang lặp lại hành động cõng rắn cắn gà nhà của Gia Long khi làm tay sai cho thực dân Pháp. Nhưng Diệm cũng ghét luôn Hồ Chí Minh vì Diệm đã thấm nhuần tư tưởng bài trừ và chống cộng một cách cực đoan. Diệm muốn cái miền Nam là của Diệm, trong tay Diệm và quyền phán quyết vận mệnh nó phải là của Diệm. Và Mỹ sẽ là những người giúp Diệm làm điều đó. Ngược lại, Diệm sẽ chống cộng thay Mỹ. Quan thầy Mỹ nghe xong thích thú vô cùng, vì tự nhiên lòi đâu ra thằng cha sẵn sàng chết thay cho mình, đổi lấy ít đồng lương và quyền lực ảo. Tuyệt vời, Mỹ đầu tư cho thương vụ gọi vốn cả cái miền Nam này của Diệm. Và nhờ có người Mỹ, Ngô Đình Diệm đã trở thành Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa thông qua một màn bầu cử lôi cả người chết lên để bỏ phiếu cho mình. Cơm sôi, rồi việc, Diệm lên được ngôi Tổng thống nhờ sự nâng đỡ của người Mỹ thì cũng hợp tác với các quan thầy xé bỏ Hiệp định Geneva năm 1954. Mỹ thì quả nhiên vui vẻ hẳn, bởi vì Việt Nam sẽ bị chia cắt như Triều Tiên, và miền Nam Việt Nam sẽ là cái đê, cái tiền đồn chống cộng cho họ. Miễn là cái tiền đồn ấy còn đứng vững, họ sẽ ngủ ngon, và việc họ cần làm chỉ là bón cơm, đút tiền cho nó sống lâu nhất có thể. Nhưng nắm quyền như thế thôi, miền Nam vẫn còn lực lượng Việt Minh được cài cắm lại. Và những ẩn số trên những con tàu của Mỹ năm 1954 cũng đã xuất hiện. Đó là các cán bộ cộng sản dưới vỏ bọc người Công giáo đã thành công đi vào miền Nam, tạo nên những cơ sở cách mạng. Vậy Diệm phải làm sao đây? Đừng lo, Diệm có đạo luật riêng cho họ, luật 10/59. Bất kỳ ai nghi là cộng sản hoặc bị tố là cộng sản, Diệm cho lên máy chém hết. Lòng dân ai oán khắp miền Nam, không gia đình nào là không có người thân mất đi vì cái đạo luật này của Diệm. Chưa dừng lại ở đó, Diệm từ trước khi là Tổng thống đã là một giáo dân Công giáo ngoan đạo. Vậy lên ngôi vương rồi cũng phải ưu ái cho giáo dân một chút. Thế là Diệm đàn áp luôn bất kỳ tôn giáo nào không phải Công giáo, đặc biệt là Phật giáo. Trước tình thế ấy, lựa chọn đã không còn gì khác ngoài việc toàn dân đứng lên kháng chiến thêm một lần nữa. Và cứ vậy, nhân dân Việt Nam dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, dưới sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lại một lần nữa chiến đấu chống ngoại xâm. Không gì quý hơn độc lập, tự do. Đi qua một cách ngắn gọn tất cả những dữ kiện trên, Việt Sử Toàn Thư muốn gửi gắm với các bạn đôi điều thế này. Thứ nhất, hãy nhìn vào mảnh đất hình chữ S ngày hôm nay, các bạn có thấy nó tươi đẹp không? Sự tươi đẹp ấy đánh đổi lại bằng hàng trăm nghìn ngôi mộ điền cùng một dòng chữ: mộ liệt sĩ chưa biết tên. Và đã không biết bao nhiêu con người đã ngã xuống chỉ riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Do đó, hãy yêu quý độc lập tự do của ngày hôm nay, và đừng quên những người đã ngã xuống. Không gì quý hơn độc lập, tự do. Thứ hai, Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ là một chính thể. Việt Sử Toàn Thư biết nói ra câu nói này sẽ nhận về nhiều luồng trái chiều, nhưng thật sự là thế. Việt Nam Cộng Hòa về cơ bản cũng như quốc gia Việt Nam của Bảo Đại, một con bù nhìn không hơn không kém. Thứ ba, hãy biết trân quý và biết ơn những người dù không chiến đấu trên mặt trận nhưng đã chiến đấu những cuộc chiến thầm lặng. Những người này, ngoài những nhà tình báo, thì còn là những bà mẹ đã nuốt nước mắt ngược vào trong lòng để tiễn từng đứa con của mình ra chiến trường. Những cô gái kể từ chiến tranh chưa gặp lại chồng. Những người con không biết mặt cha sau khi chiến tranh qua đi. Chúng ta nợ họ những lời cảm ơn mà dù có nói trăm lần vẫn không đủ. Chữa lành, du lịch, chơi game và nhiều hoạt động hưởng thụ cuộc sống khác, đó là những niềm vui không thể thiếu của tuổi 20 trong mỗi chúng ta. Tuy nhiên, hãy nhìn vào người thanh niên trong bức ảnh này. Tuổi 20 của người thanh niên ấy là một hoài bão lớn lao rằng làm sao để giải thoát dân tộc của mình khỏi xiềng xích thực dân, đập tan ách thống trị của chúng. Vâng, người trong bức ảnh chính là Văn Ba,
hay với một cái tên quen thuộc hơn mà chúng ta sẽ gọi sau này, chính là Bác Hồ. Người rời quê hương khi còn là một thanh niên 21 tuổi, bôn ba khắp năm châu, bốn bể, rời xa quê hương đã là một niềm đau khổ. Nhưng đau khổ hơn cả khi trong tim người, trong khối óc người luôn là một ý niệm: làm sao để giải phóng dân tộc của mình? Và rồi, ý niệm ấy đã biến người từ một công dân trở thành một lãnh tụ, và từ một lãnh tụ trở thành một tư tưởng, ánh sáng dẫn lối cho cả dân tộc Việt Nam đánh tan bè lũ đế quốc. Và đây chính là video về người, về con đường tìm ra chân lý để giải phóng dân tộc của người. Rời xa quê hương, đi đến châu Âu. Bác Hồ có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Hoàng Trù, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác là con của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và cụ bà Hoàng Thị Loan. Khi cụ Sắc đỗ phó bảng, ông đã làm lễ vào làng cho Nguyễn Sinh Cung và anh trai Nguyễn Sinh Khiêm, đặt cho Sinh Cung tên mới là Tất Thành. Từ nhỏ, Tất Thành đã được cha gửi theo học một số nhà nho có tiếng. Đến năm 1906 thì theo cha vào Huế và học ở trường tiểu học Pháp Việt, Đông Ba. Trong kỳ thi tốt nghiệp năm 1908, Tất Thành là một trong 10 học trò giỏi nhất của trường, được thi vượt cấp vào trường quốc học. Đó là tóm tắt một số thông tin về thiếu thời của Bác Hồ. Và hãy không nói quá nhiều về giai đoạn ấy, vì Việt Sử Toàn Thư tin rằng, vốn dĩ những thông tin này ai cũng có thể tìm hiểu thông qua vài câu lệnh cơ bản. Thay vào đó, chúng ta hãy cùng nhau đi vào ngay chủ đề chính: hành trình 3 thập kỷ bôn ba đất khách quê người của Bác Hồ. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến Nhà Rồng, Sài Gòn, sau một thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đưa ra một ý tưởng khiến cuộc đời của mình và đất nước Việt Nam thay đổi mãi mãi. Sau 3 tháng học tập tại trường Bá Nghệ, Nguyễn Tất Thành quyết định nghỉ học để tìm việc trên một tàu viễn dương. Mục đích của anh không phải là kiếm tiền, tiền bạc với anh không quan trọng. Anh muốn được học hỏi. Anh cho rằng muốn đánh đuổi đế quốc thì phải hiểu được đế quốc. Do đó, anh đã chọn đích đến là đế quốc đang giày xéo đất nước của anh, nước Pháp. Hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của người thanh niên mang tên Nguyễn Tất Thành bắt đầu với con tàu buôn mang tên Đô đốc Latostrovin, nơi anh xin một chân phụ bếp dưới tên gọi Nguyễn Văn Ba. Một hành trình đầy sóng gió và hiểm nguy phía trước, kéo dài 3 thập kỷ đang chào đón anh. Nhưng anh vẫn quyết là sẽ tìm ra bằng được chân lý. Về sau, khi trả lời các phóng viên phương Tây như Anna Louise Strong về quyết định đi ra nước ngoài của mình, Bác đã nói như sau: nhân dân Việt Nam, trong đó có cha tôi, thường tự hỏi ai sẽ giúp họ loại bỏ ách thống trị của Pháp. Một số cho rằng Nhật Bản, người cho là Anh, người lại cho là Mỹ. Tôi đã thấy rằng tôi phải ra nước ngoài để tự nhìn. Sau khi tôi hiểu được họ sống như thế nào, tôi sẽ về giúp đồng bào tôi. Hay với nhà báo Liên Xô Osip Mandelstam thì Bác đã nói: hồi khoảng 13 tuổi, tôi được nghe lần đầu các từ tiếng Pháp tự do, bình đẳng, bác ái. Khi đó tôi nghĩ tất cả những người da trắng đều là người Pháp. Vì người Pháp đã viết những từ này, tôi đã muốn làm quen với văn hóa Pháp để hiểu được ý nghĩa chứa trong các từ đó. Như thế, có thể thấy ý định ra đi tìm đường cứu nước của Bác đã được nung nấu từ rất sớm, chứ không hề đường đột chút nào. Trên tàu, Bác ngoài làm phụ bếp cũng tranh thủ thời gian học thêm ngoại ngữ. Bác dành từng ly cà phê cho một người bạn để người ấy có thể luyện nói tiếng Pháp với mình. Bác tranh thủ học mọi lúc, kể cả khi đang làm việc. Khoảng đầu tháng 12 năm 1912, Nguyễn Tất Thành đến Mỹ. Ngày 15 tháng 12 năm 1912, từ New York, anh viết thư cho khâm sứ Trung Kỳ nhờ tìm giúp địa chỉ cũng như hỏi thăm tình hình sức khỏe của cha mình. Thư này anh có ký tên là Paul Tất Thành. Đến cuối năm 1913, Nguyễn Tất Thành rời nước Mỹ sang nước Anh làm nghề cao tuyết cho một trường học, đốt lò rồi phụ bếp cho khách sạn. Cũng trong thời gian ấy, anh bắt đầu học tiếng Anh. Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp sau thời gian dài ở Anh. Như vậy là đã ròng rã 6 năm kể từ khi anh ra đi tìm đường cứu nước. Và sau nhiều khó khăn, cuối cùng anh cũng đã có thể bắt đầu hoạt động
tìm ra chân lý của mình. Anh tham gia Đảng Xã hội Pháp vào năm 1919. Từ đó, mở ra con đường tiếp xúc gần gũi với một số nhà hoạt động chính trị, văn hóa nổi tiếng. Và cũng trong năm 1919 này, anh đã viết nên một tác phẩm nổi tiếng có tên Yêu sách của nhân dân An Nam vào ngày 18 tháng 6. Bản yêu sách được anh viết hoàn toàn bằng tiếng Pháp, có 8 luận điểm, trong đó chủ yếu gồm yêu cầu chính phủ Pháp ân xá cho phạm nhân chính trị, thực hiện quyền tự do, dân chủ và bình đẳng cho dân tộc Việt Nam. Cũng trong văn bản này, lần đầu tiên anh không sử dụng cái tên Nguyễn Tất Thành nữa, mà đổi sang Nguyễn Ái Quốc, tức có nghĩa là người yêu nước, và gửi đến Hội nghị Hòa bình Versailles. Tuy nhiên, bản yêu sách của anh đã bị gạt bỏ thẳng thừng. Nhưng bằng cách nào đó, chính phủ Pháp đã vẫn phần nào quan tâm đến nó, cho thấy anh đã gây được tiếng vang với những tay thực dân đang đè đầu cưỡi cổ dân tộc Anh. Một tuần sau khi gửi đi bản yêu sách, Tổng thống Pháp báo cho toàn quyền Albert Sarrault về sự tồn tại của bản yêu sách, đề nghị Sarrault xem xét các vấn đề trong nó và xác định ai là tác giả của nó. Tháng 8 năm 1919, toàn quyền Sarrault điện sang Paris với một tin tức không mấy tốt đẹp. Ông ta báo rằng bản yêu sách đã được lan truyền trên đường phố Hà Nội và khiến dư luận xôn xao. Một tháng sau đó, Nguyễn Tất Thành công khai nhận rằng mình chính là Nguyễn Ái Quốc trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên Mỹ của một tờ báo tiếng Trung ở Paris. Ngày 6 tháng 9 năm 1919, Nguyễn Tất Thành được gọi đến bộ thuộc địa để phỏng vấn. Tại đây, cảnh sát mật của Pháp chụp ảnh và bắt đầu tìm kiếm thông tin về danh tính thực của anh. Cũng từ lúc này trở đi, Tất Thành bắt đầu hoạt động với bí danh nổi tiếng bậc nhất của mình, Nguyễn Ái Quốc. Tháng 7 năm 1920, tức đã hơn một năm kể từ ngày viết ra bản yêu sách, Nguyễn Ái Quốc đọc được sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của đồng chí Lenin trên tờ Le Humanist. Ngay từ những con chữ đầu tiên, anh đã bị ấn tượng mạnh, và cũng từ đó mà anh xác định rằng con đường cứu nước của anh chỉ có một, là chủ nghĩa cộng sản. Sau đó, Nguyễn Ái Quốc tham gia đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tại Tours với tư cách là đại biểu Đông Dương, trở thành một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp. Một năm nữa lại trôi qua, năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã rời xa quê hương được tròn 10 năm. Từ một thanh niên 21 tuổi, giờ đã là một trung niên 31 tuổi, vầng trán cũng phần nào thưa tóc hơn. Năm này, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà yêu nước của các thuộc địa Pháp lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa. Lại một năm nữa trôi qua, năm 1922, tờ báo Người cùng khổ được Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng thành lập. Tổng cộng, tờ báo đã xuất bản được 38 số, mỗi số bán được vài nghìn bản. Năm 1923, 12 năm kể từ khi bước chân lên tàu Latos Drevin với tư cách đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc ra tranh cử vào Hạ viện Pháp nhưng thất bại. Tháng 6 cùng năm, Nguyễn Ái Quốc lên đường rời Pháp đến nước Nga Xô Viết, cái nôi của chủ nghĩa cộng sản. Tại thủ đô Moscow, anh được theo học tại trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông của Quốc tế Cộng sản. Trong đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản, anh được cử làm ủy viên ban Phương Đông, phụ trách cục Phương Nam. Như vậy, anh đã là một người cộng sản thực thụ. Trong thời gian ở Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc viết nhiều bài báo với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng tựu chung lại đều giống nhau ở một điểm: chủ đề về các nước thuộc địa. Cũng thời gian này, anh viết lên tác phẩm nổi tiếng bậc nhất khác, Bản án chế độ thực dân Pháp. Tác phẩm gồm 12 chương, tố cáo chính sách thực dân tàn bạo của Pháp và nêu lên các phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa. Và cũng như bản yêu sách, tác phẩm này một lần nữa được hưởng ứng rộng khắp. Trở về châu Á, lấy tên gọi mới là Lý Thụy, làm công việc phiên dịch trong phái đoàn cố vấn của chính phủ Liên Xô bên cạnh chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Nguyễn Ái Quốc cuối cùng đã rời Liên Xô và đi đến Trung Quốc. Đồng thời, Nguyễn Ái Quốc cũng chuyển hướng hoạt động về các nước châu Á, nơi gần đất nước và đồng bào của anh hơn. Thời gian đầu tại Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc gặp được các nhà cách mạng nổi tiếng, bao gồm cụ Phan Bội Châu, và nhờ đó mà được kết nối với những người Việt yêu nước khác đang lưu vong tại đây. Trong số những người ấy có những cái tên tiêu biểu như Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hồng Thái,
Lâm Đức Thụ. Năm 1925, những tên tuổi kia được Vương, bí danh mới của Nguyễn Ái Quốc, lựa chọn và huấn luyện thêm. Trên cơ sở đó, lập ra Cộng sản đoàn. Đến tháng 6 thì tiếp tục thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Phương hướng hoạt động của hội là phái người về nước, vận động và đưa các thanh niên yêu nước tại Việt Nam sang Quảng Châu đào tạo. Chỉ trong vòng 1 năm rưỡi, 3 khóa với 10 lớp huấn luyện được Nguyễn Ái Quốc lập ra và đích thân đứng lớp đào tạo cho 75 hội viên. Ngoài ra, việc cử người đi học tại Đại học Phương Đông ở Liên Xô và Trường Quân sự Hoàng Phố của Quốc dân Đảng cũng được tiến hành. Cùng với những lớp huấn luyện của Nguyễn Ái Quốc, hai nơi này là những nơi đã sinh ra những nhà cách mạng thế hệ đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Trong giai đoạn này, tờ báo với nhiệm vụ làm cơ quan phát ngôn của hội cũng được Nguyễn Ái Quốc cho ra đời, lấy tên là Báo Thanh Niên. Cũng trong năm 1925, Nguyễn Ái Quốc lại tham gia thành lập và làm bí thư của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Và một tác phẩm khác cũng được ra đời trong quãng thời gian này. Tác phẩm được xem là ngọn đèn soi đường cho những con người muốn cùng Nguyễn Ái Quốc đứng lên giải phóng dân tộc, Đường Cách Mệnh. Đó là tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu năm 1927. Nguyễn Ái Quốc đã lý luận trong tác phẩm này như sau: công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh của công nông. Như vậy, có thể thấy tư tưởng của Bác về cách mạng dựa trên tầng lớp công nông cũng kết hợp tri thức, tiểu tư sản đã hình thành, nhưng nó cũng vấp phải nhiều sự phê phán từ các đảng viên cộng sản. Từ tháng 5 năm 1927, việc hoạt động cách mạng tại Trung Quốc trở nên khó khăn do Trung Hoa Dân Quốc tuyên bố cộng sản là đối tượng ngoài vòng pháp luật. Vì điều này, Nguyễn Ái Quốc đã rời Quảng Châu và đi đến Hương Cảng, tức Hồng Kông, rồi từ đó quay lại Moscow. Tháng 11 cùng năm, Nguyễn Ái Quốc được cử đi Pháp, rồi lại sang Bỉ dự Đại hội đồng Liên đoàn chống chiến tranh đế quốc. Đến năm 1928, tại Thái Lan, xuất hiện một người đàn ông có tên Thầu Chín. Và nếu các bạn đang thắc mắc đó là ai mà Việt Sử Toàn Thư lại nhắc đến? À thì vẫn là Bác Hồ, nhưng với một bí danh khác. Thầu Chín chủ trương tuyên truyền cho kiều bào đang sinh sống tại Thái Lan về cách mạng, tổ chức họ vào những hội thân ái, xin chính phủ Thái Lan mở trường học dành cho Việt Kiều. Ở Thái Lan được 2 năm, Thầu Chín lại rời đi vì sự bắt bớ gay gắt của thực dân Pháp. Đích đến lần này là Trung Quốc, nhưng không đến trực tiếp mà đi vòng qua Singapore. 3 trở thành 1. Mục tiêu này, nếu các bạn đang hỏi tại sao lại có tên gọi lạ lùng như thế, thì thật ra nó liên quan đến một sự kiện rất là quan trọng tại nước ta. Thời điểm bấy giờ, tại Đông Dương tồn tại 3 tổ chức cộng sản, gồm Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Thay vì tập trung vào lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, họ lại mâu thuẫn với nhau và tập trung vào việc giành lấy sự ủng hộ của nhân dân dành cho mình. Nhận thấy tình hình như vậy là bất lợi cho sự phát triển của cách mạng tại Đông Dương, Quốc tế Cộng sản đã chỉ thị phải hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ấy lại, và công việc đó sẽ do Nguyễn Ái Quốc đảm nhiệm. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, trong nhà của một người công nhân tại bán đảo Cửu Long, Hương Cảng, một hội nghị nhằm thống nhất 3 tổ chức cộng sản của Đông Dương lại được diễn ra. Hội nghị với sự góp mặt của 2 đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng, tương tự với An Nam Cộng sản Đảng. Riêng Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thì đại biểu vắng mặt do không đến kịp. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn và Nguyễn Ái Quốc trên cương vị đại biểu của Quốc tế Cộng sản. Sau thời gian nghị bàn, cuối cùng các đại biểu có mặt đã quyết định cùng nhau lập nên một tổ chức cộng sản duy nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ngày 3 tháng 2 hàng năm cũng từ đó trở thành ngày thành lập đảng tại nước ta. 3 tuần sau buổi hội nghị ấy, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập vào tổ chức. 7 tháng sau đó, một cuộc họp kéo dài nửa tháng từ ngày 14 đến 31 tháng 10 được tổ chức, gọi là Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp lần thứ nhất. Trong hội nghị, tên của đảng được đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương theo yêu cầu của Quốc tế Cộng sản. Tổng bí thư đầu tiên chính là đồng chí Trần Phú. Bị truy bắt, bị kết án và được cứu. Giai đoạn những năm 1930, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh nổi ra và được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản. Hàng loạt chính quyền Xô Viết
đã được nhân dân lập sau khi đánh đổ được chính quyền thực dân. Dù làm chủ chính quyền không lâu, nhưng đó đã là những mồi lửa đầu tiên báo hiệu cho thùng thuốc súng, rồi có ngày sẽ nổ, và thực dân rồi sẽ phải đền tội. Nhưng ngày ấy vẫn còn rất xa. Thực dân Pháp sau đó đã đàn áp được phong trào. Các thành viên lãnh đạo đều bị chúng bắt và kết án tử hình. Riêng Nguyễn Ái Quốc bị tuyên án tử vắng mặt đến 2 lần vào năm 1929 và 1930. Tháng 4 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đến Thái Lan, Singapore và Malaysia hoạt động thời gian ngắn. Trong thời gian ở Singapore, ông lấy bí danh là Tống Văn Sơ và đến tháng 5 năm 1930, ông trở lại Hồng Kông. Từ đoạn này, xin được phép gọi Bác Hồ là ông, vì khi này, người đã 40 tuổi. Thời gian này, mạng lưới tình báo và mật vụ Anh-Pháp tăng cường hoạt động của mình tại châu Á, nhất là Đông Nam Á, để dẹp tan các phong trào cộng sản. Từ một đặc phái viên của quốc tế cộng sản có tên Joseph Ducros bị bắt vào ngày 1 tháng 6 năm 1931, chúng đã lần ra nơi ở của Nguyễn Ái Quốc tại Hồng Kông. 5 ngày sau đó, tại nhà số 186 phố Tam Cung, bán đảo Cửu Long, Nguyễn Ái Quốc bị một tốp cảnh sát ập vào bắt giữ. Thời điểm đó, giấy tờ của Nguyễn Ái Quốc vẫn lấy tên Tống Văn Sơ, quốc tịch Trung Quốc. Ông bị bắt vì nghi ngờ tuyên truyền chống chính quyền, rồi bị đưa về nhà tù Victoria. Sau đó, nơi ở của ông bị chính quyền Hồng Kông lục soát, nhưng họ chẳng tìm được tài liệu gì để chứng minh ông liên quan đến quốc tế cộng sản. Và ông đương nhiên cũng không vi phạm luật pháp Hồng Kông, nên về lý là phải được thả ra ngay. Chính quyền Pháp tại Đông Dương biết được tin này, nên yêu cầu anh dẫn độ Nguyễn Ái Quốc về Đông Dương xét xử. Nhưng giữa hai bên không có hiệp ước dẫn độ riêng đối với phạm nhân chính trị, nên anh cũng chỉ đành trục xuất Nguyễn Ái Quốc khỏi Hồng Kông sau 6 ngày giam giữ. Ông sẽ bị áp giải với lính canh trên một con tàu Pháp và đi đến Việt Nam, nơi mật vụ Pháp đã chờ sẵn. Tuy nhiên, thông tin Tống Văn Sơ bị bắt giữ đã đến tai quốc tế cộng sản, và dưới sự hậu thuẫn của họ, tờ báo Nhân Đạo của Pháp cùng nhiều tờ báo khác đồng loạt đưa tin về vụ bắt giữ từ ngày 19 tháng 6 năm 1931. Cho đến ngày 22 và 23 tháng 6, lại thêm hai tờ báo khác tại Hồng Kông đưa tin về vụ việc. Tờ The Times cũng đã tham gia đưa tin cáo buộc Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Hồng Kông bắt giữ theo yêu cầu của Pháp. Bộ thuộc địa Anh khi ấy là cơ quan nhà nước có trách nhiệm xử lý các vấn đề thuộc địa, đã bày tỏ quan ngại và phản đối việc dẫn độ. Để cứu Tống Văn Sơ, phía quốc tế cộng sản đã tìm cách liên hệ và thuê luật sư Francis Losebi tại Hồng Kông để hỗ trợ pháp lý. Trên tòa, luật sư Losebi đã đưa ra những dẫn chứng vô cùng sắc sảo rằng chính quyền đã bắt giữ, thẩm vấn và trục xuất Tống Văn Sơ sai luật định. Qua đó, Losebi cũng yêu cầu chính quyền Hồng Kông phải thả Tống Văn Sơ ra và cho phép Tống tự do đến nơi mà ông muốn. Thống đốc Hồng Kông William Peel đành phải miễn cưỡng chấp thuận yêu cầu của luật sư Losebi. Trong bức điện tín báo cáo với Bộ thuộc địa Anh tại London, Tổng thống Peel đề nghị nên thả tự do Tống Văn Sơ với điều kiện Tống phải rời Hồng Kông trong vòng 7 ngày. Ngày 31 tháng 7 năm 1931, để ngăn cản lệnh trục xuất của Hồng Kông với Tống Văn Sơ, luật sư Losebi lại đệ đơn kiện yêu cầu đình quyền giam giữ lên Tòa án tối cao Hồng Kông. Mục đích là để vụ xét xử Tống Văn Sơ phải được thực hiện công khai, qua đó bảo vệ Tống Văn Sơ trước những tên thực dân Pháp đang nhằm nhè. Tổng cộng, 9 phiên tranh tụng đã diễn ra từ ngày 14 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 1931 giữa Losebi và Tòa án tối cao Hồng Kông. Nguyên đơn là Tống Văn Sơ, bị đơn là Tổng đốc các trại giam và Thống đốc Hồng Kông. Ngoài Losebi, còn có thêm hai luật sư khác đứng ra bảo vệ nguyên đơn. Trước sự tận tình của các luật sư, cuối cùng Tống Văn Sơ đã không bị trục xuất, nhưng vẫn phải ở lại Hồng Kông đến năm 1932 để chờ kết quả kháng án của các luật sư lên Viện Cơ mật Vương quốc Anh. Thời gian này, ông được chuyển từ nhà tù Victoria về bệnh xá nhà tù Bowen Rat, nơi ông bị suy nhược do căn bệnh lao phổi hành hạ với những cơn ho ra máu kéo dài, một hệ quả đặc trưng của việc hút thuốc lá quá nhiều trong thời gian dài. Tuy thế, ông cũng được các bạn đồng chí giúp đỡ, đặc biệt có cả hoàng thân Nguyễn Phúc Cường Để, một nhà hoạt động cách mạng bấy giờ ở Nhật, cũng gửi thư và 300 yên hỗ trợ viện phí cho ông. Đầu năm 1932, đơn kháng cáo của Tống Văn Sơ được đưa ra xét xử lại
tại Ủy ban Luật pháp thuộc Viện Cơ mật. Đại diện cho Tống Văn Sơ lần này là Dennis Breed, một luật sư danh tiếng và là thành viên của Công đảng Anh. Còn đại diện Cơ mật Viện là Richard Stafford Griff, người đang giữ cương vị Phó trưởng lý và cũng thuộc Công đảng Anh. Phiên tranh tụng giữa hai bên chưa bao giờ diễn ra trước tòa Cơ mật Viện vì nhiều thỏa thuận ngầm giữa hai bên. Tuy nhiên, Cơ mật Viện vẫn đưa ra phán quyết với 4 điều khoản có lợi cho Tống Văn Sơ vào ngày 21 tháng 7 năm 1932. Trong đó, điều khoản cuối cùng nói rằng chính quyền Hồng Kông phải góp 250 bảng Anh vào chi phí tố tụng cho bên nguyên đơn. Ngày 28 tháng 12 năm 1932, sau thời gian bị giam giữ, Tống Văn Sơ được thả khỏi bệnh xá nhà tù Bowen Rat. Ông lập tức xuống tàu sang Singapore, song vẫn bị mật thám theo dõi. Tàu vừa cập bến Singapore, cảnh sát đã lập tức đón bắt và áp giải Tống Văn Sơ xuống tàu Hồ San quay về Hồng Kông. Luật sư Losabi lại một lần nữa can thiệp, khẩn cầu thống đốc Hồng Kông thả Tống Văn Sơ. Ngày 22 tháng 1 năm 1933, với sự giúp đỡ của luật sư Losabi, Tống Văn Sơ cải trang thành một thương nhân giàu có và rời Hồng Kông. Ông an toàn rời Hồng Kông đến Hạ Môn ngày 25 tháng 1 năm 1933, rồi sau đó khoảng nửa năm lại đến Thượng Hải và được Đảng Cộng sản Trung Quốc hỗ trợ đưa đi Liên Xô. Con thoi. Trở lại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc bị kỷ luật bởi Quốc tế Cộng sản do họ nghi ngờ về việc tại sao chính quyền Hồng Kông lại thả tự do cho ông một cách dễ dàng như thế. Nhưng mặc kệ những nghi ngờ, Nguyễn Ái Quốc lại lao vào công việc đào tạo những đồng chí Việt Nam của mình và theo học khóa ngắn hạn tại trường Lenin. Năm 1935, ông được bầu làm đại diện của Đảng Cộng sản Đông Dương bên cạnh Quốc tế Cộng sản. Thời gian này, ông có theo học lớp nghiên cứu sinh sử học của Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa, nhưng sau đó không tốt nghiệp. Năm 1938, ông rời Liên Xô và trở lại Trung Quốc. Lần này, bí danh của ông lại thay đổi là thiếu tá Bát Lộ Quân có tên Hồ Quang, công tác tại văn phòng Bát Lộ Quân Quế Lâm. Sau đó, ông lại lên đường đi Quý Dương, Côn Minh rồi Diên An, nơi đặt căn cứ đầu não của Đảng Cộng sản và Hồng quân Trung Quốc. Thời gian này, Nguyễn Ái Quốc hoạt động như một con thoi khi liên tục đi đi lại lại giữa các nơi tại Trung Quốc. Và cũng trong thời gian này, ba lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương bị mất liên lạc với Nguyễn Ái Quốc. Hồi cố hương. Đầu tháng 1 năm 1941, liên lạc giữa Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Đông Dương được nối lại. Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Hoàng Văn Thụ đã từ Việt Nam sang Quảng Tây để gặp Nguyễn Ái Quốc, báo cáo kết quả xây dựng và củng cố an toàn khu Cao Bằng. Hoàng Văn Thụ cũng đề nghị Nguyễn Ái Quốc trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ an toàn khu. Nhận định Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng cho cách mạng, Nguyễn Ái Quốc cuối cùng đã quyết định sẽ trở về quê hương sau 3 thập kỷ bôn ba. Con đường cứu nước, tư tưởng, đường lối, lực lượng đã có, giờ là lúc người trở thành vị lãnh tụ. Và từ đây, chúng ta sẽ gọi Nguyễn Ái Quốc với danh xưng cao quý, người và bác. Một chiếc vali nhỏ đan bằng mây tre đựng quần áo và một chiếc máy chữ xách tay. Đó là hành lý của người khi trở về Việt Nam vào ngày 28 tháng 1 năm 1941. Ngày 8 tháng 2 năm 1941, người tới ở tại hang Cốc Bó, bản Bác Bó, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, bác mở các lớp huấn luyện cán bộ, cho in báo, tham gia các hoạt động. Từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941, bác lại chủ trì hội nghị lần thứ 8 mở rộng của Trung ương Đảng họp tại Bác Bó, Cao Bằng. Thông qua đó, thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, tức Việt Minh. Ngày 13 tháng 8 năm 1942, bí danh của Nguyễn Ái Quốc một lần nữa được đổi. Lần này sẽ là bí danh cuối cùng và nổi tiếng nhất, Hồ Chí Minh. Sau đó, người lại sang Trung Quốc tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Hoa Dân Quốc, nhưng không may bị bắt giữ và bị giam trong một năm tại 30 nhà tù khác nhau. Trong khoảng thời gian này, một tác phẩm kinh điển khác lại ra đời, Nhật ký trong tù với hơn 100 bài thơ do người tự sáng tác. Bấy giờ, do tin tức đưa về có sai sót nên các đồng chí trong nước như Phạm Văn Đồng hay Võ Nguyên Giáp đều tưởng là người đã hy sinh. Phải mãi đến vài tháng sau, nhờ thư do chính người viết và bí mật đưa về mà mọi người mới biết được sự thật. Ngày 25 tháng 10 năm 1943, nhờ hai bức thư của Hội Quốc tế chống xâm lược ở Đông Dương gửi cho Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và cho Tưởng Giới Thạch mà Bác Hồ được thả ra.
đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng liên hệ các sĩ quan của OSS, tiền thân của CIA, nhờ họ can thiệp với lý do có thể biến Hồ Chí Minh thành một người bạn của phe đồng minh. Đại sứ Mỹ cũng đồng thời gây sức ép cho chính quyền Tưởng Giới Thạch để thả Bác ra. Cuối cùng, Bác cũng được thả tự do vào ngày 10 tháng 9 năm 1943, nhưng vì nhiều lý do mà chưa thể về nước ngay. Phải đến tháng 9 năm 1944 thì Bác mới quay lại được Việt Nam. Bấy giờ, các đồng chí Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng đã quyết định tiến hành chiến tranh du kích, đánh thực dân và phát xít tại ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn. Tuy nhiên, Bác đã ngăn kế hoạch này lại do cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới. Thay vào đó là cho lập lực lượng vũ trang và căn cứ địa để hoạt động chặt chẽ và hiệu quả hơn. Chính điều này đã cho ra đời một tổ chức khiến thế giới phải đặt rất nhiều ẩn số về sức mạnh của họ trước đế quốc. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1944. Cuối năm đó, Bác Hồ quay lại Côn Minh hoạt động cho tới đầu năm 1945. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, xảy ra sự kiện Nhật đảo chính Pháp và giành quyền kiểm soát bán đảo Đông Dương. Phản ứng trước sự kiện ấy, vào ngày 12 tháng 3, Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta nhằm phát động cao trào kháng Nhật cứu nước. Cụ thể sẽ là thay đổi hình thức tuyên truyền, tổ chức đấu tranh để thích hợp với thời kỳ tiền khởi nghĩa, tập dượt quân chúng tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền. Thời gian này, miền Bắc Việt Nam xảy ra nạn đói nghiêm trọng do Nhật bắt người dân nhổ lúa, trồng đay, khiến hơn 2 triệu người mất mạng. Đây là thời cơ để Việt Minh tạo thanh thế và xây dựng lực lượng lớn khắp cả nước. Họ tập hợp nhân dân phá các kho thóc Nhật để lấy gạo phát cho dân đói. Đồng thời, một đại hội đại biểu toàn quốc họp trên chiến khu, thành lập Quốc dân đại hội, tức Quốc hội lâm thời. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng đồng minh, tức là nước Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn để giành độc lập. Trước tình thế này, Bác Hồ và các đồng chí phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước thông qua Đại hội Quốc dân tại Tân Trào vào ngày 16 tháng 8, cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng do Bác làm chủ tịch chính phủ lâm thời. Rất nhanh chóng, cuộc khởi nghĩa bùng nổ và lan rộng khắp cả nước dưới tên gọi Cách mạng tháng 8, với khí thế không gì có thể dập tắt được. Cho đến cuối tháng 8 năm 1945, hầu hết các địa phương đều đã do Việt Minh làm chủ. Vua Bảo Đại thì cũng đã tuyên chiếu thoái vị vào ngày 25 tháng 8, đặt dấu chấm hết cho triều đại phong kiến cuối cùng tại Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình, Hà Nội, đánh dấu thắng lợi cho cuộc cách mạng và thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hành trình vạn dặm tìm đường cứu nước kéo dài hơn 3 thập kỷ của Hồ Chí Minh đã khép lại như thế. Dẫu cho phía trước vẫn chưa phải là ánh ban mai, nhưng người đàn ông đã rời xa quê hương để tìm đường cứu nước ấy, rồi sẽ từ một lãnh tụ trở thành ánh ban mai, nguồn sáng soi đường, dẫn lối cho cả dân tộc cùng nhau đấu tranh chống lại kẻ thù ngoại xâm và tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, phát triển thịnh vượng. Nếu mà thấy những nội dung này hữu ích, thì nhờ các bạn chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì các dãy thuật toán của YouTube, họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu thích video này, thì nhờ anh chị và các bạn ấn thêm vào nút like để video này được nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin lưu ý, nội dung video chỉ nhằm cung cấp thông tin, không đại diện cho quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả từ việc sử dụng thông tin trong video. Xin chào và hẹn gặp lại!